Để chuẩn bị cho trẻ học cách viết, bạn có thể cho chúng đồ lại các chữ cái và con số. Bạn có thể viết một chữ cái hoặc một con số và nói với trẻ đó là gì. Ví dụ, đây là số 3. Tiếp theo, bạn có thể cho trẻ đồ lại nó với ngón tay của chúng. Sau đó, bạn có thể hỏi trẻ, đây là số mấy? và trẻ có thể trả lời số 3. Trẻ có thể làm điều này vài lần, đồ lại và sau đó nói tên. Đồ lại là bước đầu tiên giúp trẻ học cách viết chữ cái và con số.